Chào các bác Hôm nay em Mạnh làm video này chia sẻ với các bác Cái cách làm sao để biết cái máy phát điện xe ô tô bị hư Khi máy phát điện bị hư Thì nó sẽ có hai biểu hiện chính kèm theo như Một là nó sẽ báo Cái đèn bình ắc quy trên đồng hồ tắp lô Hai là khi mà xe đang đi trên đường á Tự nhiên trên máy đột ngột Các bác để lại thì nó không nổ bởi vì lúc này là cái bình ắc quy nó đã hết sạch điện tất nhiên là khi mà xe đang đi trên đường á, mà trên máy đột ngột thì nó có nhiều nguyên nhân nhưng các bác phải nhớ những cái biểu hiện em nói kèm theo bên bên dưới đây đó chính là thứ nhất là xe đề xe của các bác nó đề lại thì không nổ và khi mà các bác đề á, nó kêu tài tạch và lúc đề thì nó díu cả điện đầu hồ tao lô lại còi nó kêu bé hoặc là nó không kêu thì những cái biểu hiện hiện này thì là do xe nó đã hết sạch điện ác quy do máy phát không làm việc không lập điện nên ác quy nó mới không có điện nhiều bác thì cứ đổi do ác quy và các bác đi thay bình ác quy mới nhưng không phải bệnh của nó cái này thì là nó là do cái máy phát các bác nhé để mà kiểm tra rõ hơn á thì các bác chỉ cần dùng một cái bình ác quy khác câu điện để cho xe nổ sau đó thì các bác dùng đồng hồ đo điện đo xem cái điện áp mà khi mà máy phát nó sạc á là bao nhiêu vôn nếu khi nổ máy điện áp sạc không thay đổi vẫn báo 12V thì là máy phát của các bác nó bị hỏng nếu trên 13V thì là máy phát bình thường nếu các bác không có đồng hồ đo đồ thì làm sao để biết được máy phát có nắp điện không thì em sẽ chỉ cho các bác biết một cái cách rất rất là đơn giản các bác chỉ cần nổ máy lên và bật hết những cái phụ tải như là đèn quạt gió điều hòa và sau đó thì các bác dùng cái đồ các bác tháo ngắt một đầu cực của ác quy ra các bác tháo nên là tháo cái cực âm ra nếu mà xe của các bác nó vẫn nổ máy bình thường thì chứng tỏ là máy phát làm việc tốt máy phát sạc điện tốt và nó không bị hỏng và vừa rồi thì em chia sẻ với các bác những cái nguyên nhân cũng như là biểu hiện khi mà máy phát điện nó bị hư thì nếu các bác thấy video này của em hay thì đừng quên nhấn like cũng như là chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ em các bác nhé cảm ơn các bác rất nhiều